Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh MMT Gonzi Test. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một chủ đề khá là mới: CBS, CBL, tách và gập dòng. CBS, CBL, tạm thời chúng ta khoan nói về mấy cái đó đã. Giờ chúng ta nói về tách và gập dòng trước nhé. Thấy gì không? Mở lại nè. Đó. Cái này, những trận đánh ở Tây Nguyên hay Xuân Lộc, nó bị lố rồi nè, thấy không? Vậy giờ mình muốn những trận đánh nó tách ra ở đây xuống ở Tây Nguyên hay Xuân Lộc nè. Đó, tới đây là dừng nha. Dừng đúng chỗ rồi đúng không? Vậy giờ con chó chuột á, ngay chỗ những trận đánh nè, phía trước những chữ nhẫn, thấy không? Đây nè. Rồi các bạn để bấm Ctrl Shift R. Đây, chúng ta đã tách xong rồi đó. Rồi bây giờ sau khi tách thì những trận đánh ở Tây Nguyên hay Xuân Lộc. Ok, bây giờ chúng ta gộp có những cách nào? Bây giờ ví dụ gộp nhiều dòng chẳng hạn, 1, 2, 3, chúng ta chọn nhiều dòng, Ctrl Shift K cũng được đấy, đó cũng là một cách. Nhưng cách này thì gộp được nhiều dòng thì cũng nhiều dòng đấy, nhưng mà nó không có nhanh. Bây giờ mình muốn đang ở dòng số 3 nè, muốn gộp với dòng số 2, mình không muốn đụng vào con chuột. Mình đang ở dòng số 3 đi. Bây giờ các bạn chỉ cần bấm Ctrl Shift Base Up. Đó. Mình bấm lố rồi. Làm lại nha. Ctrl Shift Base Up. Đó. Thấy không? Rồi, chạy từ đầu nha. Đó, vậy là chúng ta xong phần tách gộp dòng rồi đúng không? Giờ chúng ta tới phần CBS, CBL. Vậy thì CBS, CBL là gì? Bây giờ ở đây đi, CBL. CBL là số ký tự trên một hàng á. À, một hàng cái phụ đề. Đây là một dòng nè, gọi là một dòng đi. Thì có thể có hai hàng, ba hàng chẳng hạn. Thì ở đây không có ngắt dòng. Thì nó luôn tuần á, thì số ký tự trên một dòng nè là 64 nè. Chạy thử video nha. Để xíu. Bấm chuột trái vào dòng này nè rồi chạy. Bấm nút khoảng cách để chạy. Các bạn thấy gì không? Để luôn tuần á, có một số dòng nó sẽ bị nó ngắt cái chữ á, ý nè, ý trên nè, chữ tượng ở dưới, nó ngắt á, không có đúng ngữ nghĩa. Cái này gọi là ngữ nghĩa nha, thì vậy sẽ không có tốt. Thì chúng ta sẽ ngắt á, nhưng để con chỏ ở đây nè, trước cái chữ ý tưởng, chúng ta enter một cái. Đó, giờ đã được ngắt thành hai hàng, hàng trên là 29, hàng dưới là 35 ký tự nè, đúng không? Thế nhưng phải đến cuối tháng 3 1975. Đó, rồi xuống dòng, ý tưởng này mới thành chủ trương chiến lược. Ok không? Nhìn nó gãy gọn hơn đúng không? Cái đó là CBL. Vậy thì CBS là gì? Để xíu mình test coi nãy giờ có ghi âm được không? Ok đó. Vậy thì CBS, ở đây CBS đang là 11.
tìm cái CBS nào nó cao cả, nó tròn tròn chỉnh chút, nhìn cho nó đẹp đẹp. Ví dụ CBS ở đây là ê, hình như mình chọn nhầm phụ đề à. Đây đây, chỗ này đi chẳng, chỗ này chẳng hạn. Tìm cái này, dòng này. Cái này là 20 dòng. Cái 20 ký tự nè, 20 ký tự. Trong cái khoảng từ 2 phút 3 giây, 2 phút 3 giây nè đến 2 phút 5 giây. Cái lẻ lẻ nè, thời lượng á là 1,5 giây đúng không? 20 ký tự trong 1,54 giây. Nó chia ra là 12,99 CBS. Đâu 20 chia 10 cái 1,54 đúng không, 12,9 12,99 nè. Đây các bạn thấy á, ở đây á, là CBS thấy nó làm từ 12 đến 15 là nhìn nó đã con mắt nó rất là bình thường. Bây giờ mình thử chỉnh nó cho CBS nó giảm giảm xuống, nó cao lên chút. Mình chỉnh cho nó thời gian á, thời lượng nè, đang là 1.5 đi, 1.5, 1.5, 2.3. Mình giảm cái CBS xuống một chút. Đó. Rồi mình sẽ chạy riêng ba dòng này nha, các bạn để ý nha. Đây 1.5, 1.5, 2 chấm mấy á. Bây giờ mình bấm 3 phím này, ba dòng này nè, rồi mình bấm F5. Các bạn Ctrl F5 để chạy riêng ba dòng này. Các bạn đọc xem đọc kịp không nha. Ctrl F5 nha. Đó, nó chạy riêng ba dòng này, nó lia lẻ lắm, đọc không kịp. Thì đó là CBS. CBS càng cao thì càng đọc không kịp. Đọc không kịp thì đó là một cái trải nghiệm nó không có hề tốt chút nào. Thì CBS á, chỗ nào mà nó đỏ thì nên hạn chế CBS đỏ. Rồi vậy thì chúng ta chỉnh cách nào nè. Bây giờ chỗ nào mà đỏ đỏ thì mình giải quyết trước đi. Bộ chính trị đã hạ quyết tâm giải phóng miền Nam trước mùa mưa. Đã hạ quyết tâm giải phóng nè. Ở đây CBL đang là 56 đúng không? Enter. Thấy không? Hết đỏ liền. Chiến lược cuối cùng. Vừa chuẩn bị cho trận quyết chiến, chiến lược cuối cùng vừa tiến hành. Này 44/55. 44/55. Cuối cùng. Thấy các bạn để ý nha. Cái này có chữ cuối xuyệt N nè, là nó được ngắt dòng ở sau chữ cuối cùng á. Đó thấy không? Hoặc là ở đây cũng dễ nhận em nè. Cuối cùng vừa tiến hành giải phóng. Kiểu nào nó cũng dư à. Cái kiểu nào cũng dư CBL à. Vậy chúng ta sẽ giải quyết như sao? Vừa tiến hành giải phóng các đảo và quần đảo quân Ngụy đang chiếm giữ. Chúng ta sẽ tách câu này thành hai vế. Vừa chuẩn bị cho trận chiến, quyết chiến, chiến lược cuối cùng. Tới đây đi. Các bạn nhấn Ctrl F5 để xíu, nhấn đúp chuột vô đây nha. Rồi nhấn F5. Cuối cùng rồi đúng không? Tới đây nè đúng không? Rồi bạn tách ra nha. Ctrl Shift R. Rồi giờ Ctrl F5 đi. Đó, quyết chiến, chiến lược cuối cùng. Nó chạy riêng cái dòng này á, nghe thấy ổn rồi không? Đó, chúng ta tách ra nè. Quyết chiến, chiến lược cuối cùng. CBS của cái này nó bị cao nè đúng không? Chúng ta tăng cái CBS. Ê, tăng cái thời lượng cho cái này.
giảm của tăng CBS của ấy, giảm CBS bằng cách tăng tham nha, tăng của tăng tham của cái này bằng cách giảm tham của hai cái dòng lân cận, giảm của dòng trên nè, thấy không? Đây này, để cái màu đỏ dưới này nha, thấy không? Chọn cái đâu là nó đỏ tới đó đúng không? Đó. Ok. Đó. Chỉnh bằng này cho dễ. Chiến chiến lược cuối cùng. Đó. Ok chưa? Rồi tiếp tục. Chỗ này nó thiếu chữ trong nè. Mình 18 nè, đây là 18 đúng không? Nó bị cao nè, mình sẽ giảm cái ở trên. Ở trên cho nó giảm chút. Ở dưới tăng. Đó, đơn giản mà phải không? Nó dưới tăng không không được nữa thì mình tăng cái của cái ở dưới tiếp, mình giảm cái của ở dưới là mình thu hẹp nó lại một chút, rồi tăng cái, tóm lại mình tăng giảm sao cho nó CBS nó ok, nó vừa vừa mắt. Rồi trả riêng ba dòng này nha, chọn ba dòng này, Ctrl F5. Đó, nhìn ok chưa? Rồi, dành riêng một chương giải phóng trường Trường Sa. Đây, cái chỗ nào đỏ thì mình giải quyết cái một rồi. Hình như mình chọn nhầm phụ đề rồi đó. Chọn nhầm cái cũ. Kệ đi. À, cái này mình thì gộp với dòng trên nè. Tổ chức tiến công giải phóng các đảo, đặc biệt là quần đảo Trường Sa. Giải phóng các đảo đó. À, để ý nha, làm sao cho cái dưới đẹp, nó dài hơn cái trên thì nó mới đẹp. Để xíu, giải phóng các đảo. Để tô về cái thời gian tô về cái khúc đầu á thì bạn bấm F4. F4 là tô về cái thời gian đầu của phụ đề, sau đó F5 chạy một chút. Rồi, như đó thôi, chúng ta dài quá rồi. Rồi, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.